Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chém Gió Nhiếp Ảnh của Alpha Crew. Trong video ngày hôm nay mình có một vài chia sẻ với các bạn để các bạn chụp ảnh trong mùa đen nó được đẹp hơn nha. Thì trong cái mùa Giáng sinh này các bạn người ta thường trang trí Noel này kia thì ở ngoài đường nó có những cái ánh sáng rất là đặc biệt, nhưng mà đa số trường hợp thì các bạn phải chụp hình trong cái môi trường thiếu sáng. Thì đa số những cái kỹ năng mình chia sẻ trong cái video này á, là chủ yếu các bạn chụp ảnh làm sao cho nó đẹp hơn trong cái môi trường thiếu sáng. Việc đầu tiên mình nghĩ các bạn nên lưu ý tới đó chính là chọn gear. Gear hay tiếng Việt Nam còn gọi là công cụ của các bạn, mình gọi gear cho nó lẹ. Đầu tiên là mình sẽ nói tới những cái mà các bạn nên có, sau đó là những cái mà các bạn cần phải có. Thì các bạn nên có gì các bạn? Các bạn nên có một cái máy ảnh full frame. Tại sao vậy? Cái cảm biến của một cái máy ảnh full frame lúc nào nó cũng mạnh hơn so với lại một cái máy ảnh crop hay là những cái cảm biến đời cũ hơn. Nó sẽ giúp cho các bạn cái việc mà các bạn thu được ánh sáng, thời xử lý được những cái môi trường ánh sáng nó phức tạp hơn. Đặc biệt là khi các bạn chụp tối á, thì nếu mà các bạn phải sử dụng quá nhiều ánh sáng nhân tạo hay còn gọi là ISO á, thì nó sẽ giúp cho cái tấm hình của các bạn nó không có quá là bị nhiễu. Tại sao mình nói là nên có các bạn? Tại vì không phải ai cũng có khả năng mà mua được một cái máy ảnh full frame hết. Đa số trường hợp các bạn chụp ảnh này kia thì không có ai mà bỏ được một cái số tiền lớn để mà người ta đầu tư một cái máy ảnh nó quá đắt tiền vậy. Cho nên người ta sẽ chụp ảnh bằng điện thoại hoặc là những cái công cụ bình thường thôi. Nếu mà các bạn có được một cái máy ảnh rồi á, thì những cái mà các bạn mình nghĩ là các bạn nên có khi mà các bạn chụp tối. Cái thứ nhất đó là một cái lens fix. Lens fix là một cái lens có một tiêu cự và nó có được cái khả năng mở khẩu rất là lớn các bạn. Thí dụ như là 1.8, điển hình nhất là 50mm 1.8, mình nghĩ hãng nào cũng có hết. Ở những cái lens fix này á, nó chỉ có một tiêu cự thôi, nhưng ở cái tiêu cự này nó có khả năng cho các bạn mở ra một cái khẩu rất là lớn. Thì khi mà các bạn mở khẩu lớn ra như vậy á, các bạn sẽ thu được rất là nhiều ánh sáng vào bức hình của mình. Đó cũng là cái khả năng mà nó sẽ chia cái trường ảnh ra thành nhiều phần và nó làm cho người mẫu của mình hay là chủ thể của mình nổi bật hơn so với những phần còn lại. Mình thì những bức ảnh mà mình chụp ở trong cái video này cho các bạn xem á, là mình sử dụng cái lens này là 28-70 f2. Tại vì mình cảm thấy f2 nó cũng khá là ok rồi các bạn. Nhưng mà thật sự cái cảm giác của mình khi mình chụp bằng cái lens này á, nó không có bằng cái chất ảnh với lại cái khả năng làm trong bức ảnh nó không có bằng một cái lens fix bình thường. Mặc dù cái lens này rất là đắt tiền nhưng mà các bạn phải biết là cái khả năng của cái lens này là sao. Mình cũng muốn có một bộ ảnh mà mình chụp bằng một cái lens fix cho các bạn xem. Tại vì khi các bạn chụp ảnh buổi tối bằng một cái lens fix mà có được cái độ mở lớn thì bức ảnh của các bạn nó sẽ rất là khác. Máy ảnh full frame thì người mua được người không, nhưng mà lens fix thì mình nghĩ ai cũng mua được hết. Nếu các bạn đã có tiền để mua một cái máy ảnh rồi thì chắc chắn các bạn cũng sẽ có tiền mua một cái lens fix, nó không có đắt tiền các bạn. Và nếu các bạn không có khả năng thì các bạn có thể mua lại lens cũ á. Mình thấy bây giờ lens cũ nó bán rất là rẻ và đặc biệt là lens thì nó không có bị mất giá như là cái máy ảnh, tại vì nó rất là bền các bạn. Nó chỉ là một cái lăng kính có những cái mạch điện rất là đơn giản trong này thôi. Thì một cái lens cũ thậm chí nó có bị chày hay là nó có bị sứt mẻ chút xíu, các bạn xài vẫn là được. Miễn sao là khi các bạn mua các bạn kiểm tra cái lăng kính của nó với lại lăng kính trước sau luôn. Này trước, này sau. Mình kiểm tra mình thấy nó không bị chày, nó còn tốt, khả năng mở khẩu này kia lấy nét tốt, mạch điện không bị hư gì hết thì mình mua được. Và những cái lens cũ thì nó rất là rẻ các bạn. Cho nên mình nghĩ là nếu có khả năng các bạn nên đầu tư một cái lens fix để mà đi chụp hình cho cái mùa Giáng sinh này. Việc tiếp theo mà mình nghĩ các bạn nên lưu ý tới đó chính là cái khả năng đọc ánh sáng. Đọc ánh sáng hay còn gọi là cái khả năng xác định được cái nguồn sáng của mình mức độ mạnh yếu nó như thế nào. Đây là một cái kỹ năng mà nó phụ thuộc nhiều vào cái kinh nghiệm chụp ảnh của các bạn. Khi các bạn chụp càng nhiều thì cái kỹ năng các bạn đọc ánh sáng, tìm hiểu môi trường ánh sáng nó sẽ phát triển theo thời gian. Nhưng mà vẫn có những cái điểm rất là cơ bản mình nghĩ các bạn có thể lưu ý được. Cái đầu tiên là các bạn chỉ cần phân biệt được cái nguồn ánh sáng nào là mạnh hơn. Đa số trường hợp khi mà mình chụp hình cho cái những bức ảnh Noel này thì người ta trang trí đèn. Đèn đằng sau lưng của mình thì đa số các bạn sẽ đứng chụp ảnh đúng không? Mình sẽ bố cục người mẫu của mình đứng trước đằng cái cảnh đó đằng sau. Thì đa số trường hợp là cái môi trường ánh sáng đằng sau lúc nào nó cũng mạnh hơn cái môi trường ánh sáng mà đi vô người mẫu của mình hết. Thì nếu mà các bạn đo sáng người mẫu của mình đúng sáng thì cái môi trường đằng sau nó rất là bị nó sẽ bị cháy sáng. Còn nếu mà các bạn đo sáng cái môi trường đằng sau nó đúng sáng thì người mẫu của mình không có đủ ánh sáng. Và không phải máy ảnh nào nó cũng có khả năng nó kéo sáng lại như vậy hết. Thì mình nghĩ là nếu có khả năng các bạn nên đầu tư một cái đèn, hoặc là các bạn có thể dùng cái đèn trong cái phone của mình. Lúc mình đi chụp á, thì mình dùng đèn của mình, không có đem theo đèn
chợ sáng. Nếu có khả năng thì các bạn có thể sử dụng đèn flash, nhưng mà đèn flash nó rất là khó sử dụng các bạn. Những cái đèn này mình thấy nó rất là dễ sử dụng cho các bạn. Chỉ cần các bạn cầm lên và có được một cái nguồn ánh sáng nhỏ thôi đi vô người mẫu của mình thì nó cũng sẽ làm cho cái việc mà cân sáng khi mà chỉnh sửa ảnh nó dễ hơn. Còn nếu không á thì các bạn sẽ sử dụng cái đèn của cái phone. Hôm bữa thì mình đi mình sử dụng đèn của phone, và một cái đèn của cái phone thì không bao giờ đủ hết các bạn, cho nên mình để ba cái phone chập lại với nhau giống như là cái quạt vậy đó, xong mình để soi vô người mẫu của mình và mình chụp ra bức ảnh nó rất là trong, rất là đẹp. Nhiều bạn hỏi mình là mình sẽ làm như thế nào để có được cái ánh sáng như vậy, thì không có cái cách nào mà để các bạn cân bằng được cái nguồn ánh sáng hết. Tại vì cái máy ảnh một lần nó chỉ xử lý được một dải sáng nhất định thôi, máy ảnh nó không có phức tạp được như cái não của mình. Cho nên khi mà cái nguồn ánh sáng của hậu cảnh là đằng sau lưng của người mẫu với lại cái nguồn ánh sáng chủ yếu vô người mẫu mình nó khác biệt quá nhiều, máy ảnh nó sẽ không xử lý được. Và khi các bạn xử lý hậu kỳ á, nếu các bạn kéo lên như vậy thì nó sẽ bị noise, nó sẽ bị, tại vì ánh sáng nhân tạo mà, nó sẽ không đẹp được như là các bạn có, nếu các bạn có khả năng cung cấp được một tí ánh sáng cho chủ thể của mình. Như vậy nó sẽ làm cho hai cái nó khác biệt không quá nhiều, và khi các bạn xử lý ảnh nó sẽ dễ hơn. Mình có xem nhiều hình khi mà các bạn chụp ảnh trong cái môi trường ánh sáng nó không có được đủ, hoặc là nó thiếu sáng, hoặc là nó quá phức tạp, thì cái hình nó hay bị hỏng lắm. Thì khi mà các bạn chú ý được cái điểm này, hình của các bạn nó sẽ không bị hỏng nữa. Làm sao để cho cái nguồn ánh sáng của cái chủ thể của các bạn và cái môi trường xung quanh nó không khác biệt quá là nhiều. Như vậy thì khi các bạn về xử lý hình ảnh nó cũng sẽ dễ hơn cho các bạn. Nói về hậu kỳ các bạn thì mình nghĩ các bạn có hai điểm nên lưu ý. Điểm thứ nhất là các bạn nên giảm contrast và chụp raw. Tại vì khi chụp ảnh nó là một cái động tác rất là cơ bản. Là các bạn communicate, các bạn sẽ nói chuyện với cái máy ảnh của các bạn. Các bạn ra đặt một cái thông số nhất định, ra lệnh cho cái máy ảnh của các bạn chụp một bức ảnh như vậy. Thì khi các bạn giảm contrast thì các bạn cũng giống như là các bạn nói với cái máy ảnh của mình là tao không có muốn mày sử dụng quá nhiều những cái chức năng nhân tạo để mà mày tạo ra ánh sáng, mày chỉ cần chụp một bức hình nó vừa phải thôi. Thì giảm contrast là mình giảm cái mức độ khác biệt, là cái sự tương phản á các bạn, là cái mức độ khác biệt của cái điểm tối nhất và cái điểm sáng nhất. Thì như vậy khi mà về nhà các bạn có thể kéo hình chỉnh sửa. Đó là lý do tại sao các bạn phải nên chụp raw và nên giảm contrast. Giảm mức độ như thế nào tùy thuộc theo mỗi người. Mình thì mình giảm tối đa luôn các bạn. Tại vì mình biết là khi các bạn về chỉnh sửa các bạn có thể kéo lên một cách rất là dễ thôi. Nhưng mà khi cái mình chụp á, mà mình không sử dụng quá nhiều contrast á, thì cái bức ảnh nó sẽ ra flat. Nó cái máy ảnh flat có nghĩa là nó giống như là nó đơ đơ, nó thiếu màu, thiếu hình, thiếu tương phản. Những cái đó mình có thể xử lý hậu kỳ được. Đó là lý do tại sao mình khuyên các bạn nên chụp raw. Chụp raw thì nó có một vài cái điểm không có dễ chịu cho các bạn, giống như là cái dung lượng nó quá lớn hay là gì này kia đó. Mình sẽ nói trong một cái video khác về vấn đề chụp raw. Cái điểm tiếp theo của xử lý hậu kỳ đó chính là các bạn nên làm vừa phải thôi. Một đa số trường hợp mà khi các bạn chụp ảnh trong bóng tối như vậy á, thì hình nó sẽ bị nhiễu. Thì các bạn có nhiều người ta không thích nhiễu hình. Thì khi mà các bạn làm một cái động tác người ta gọi là tẩy noise, ở trong bất cứ một cái phần mềm hậu kỳ nào nó cũng cho phép các bạn tẩy noise hết. Thậm chí là trong máy của các bạn nó cũng có chế độ nữa, nó gọi là noise reduction. Thì tiếng Việt Nam mình gọi là tẩy noise á, làm cho bức hình nó không bị nhiễu quá nhiều. Thì mình cũng nên làm vừa phải thôi các bạn. Một tấm hình nó noise một tí xíu nó vẫn là đẹp. Trong cái thời gian trước thì người ta chụp hình bằng những cái máy, cái cảm biến nó không được mạnh. Đó là lý do tại sao hình nó bị noise rất là nhiều. Thì trong cái thời đại phát triển là những cái cảm biến nó mạnh hơn, thì nó tạo cho cái người sử dụng, những cái người mà người ta chơi chụp ảnh, người ta có một cái quan niệm là hình nó không có được noise, noise là không có đẹp. Nhưng mà nếu mà các bạn để ý những cái bức ảnh trong những cái tạp chí ảnh hay là ảnh, đặc biệt là ảnh trắng đen, thì noise nó sẽ tạo cho cái cảm giác của cái người xem là một cái cảm giác rất là film like, hay là còn gọi là khi mà các bạn chụp ảnh bằng phim á, nó sẽ làm cho bức hình của mình nó noise một chút, nó tạo cái cảm giác hoài cổ cho bức ảnh của mình, nó làm cho cái khoảnh khắc đó nó đẹp hơn. Đó là theo ý của mình thôi. Mình thấy ảnh nó noise một chút cũng đẹp, mà nếu các bạn tẩy noise nhiều quá thì bức ảnh nó mình nhìn sẽ bị đơ lắm, thì nhìn nó kiểu nó giả giả hay sao đó thì mình không thích. Thì mình khuyên các bạn là nên xử lý một cách vừa phải thôi. Ok các bạn, đây là những cái mình chia sẻ với các bạn, mình nghĩ là có thể giúp cho các bạn chụp ảnh trong cái mùa Noel này được đẹp hơn. Rất mong là nó sẽ giúp đỡ được cho các bạn. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp, các bạn có thể để lại ngay dưới phần comment, mình sẽ đọc và mình sẽ trả lời cho các bạn. Mình sẽ thường hay post hình mình chụp cho khách hoặc là cho người thân của mình ở trên Instagram, và những cái hoạt động của mình thì mình sẽ để trên Facebook. Nếu các bạn có cần những cái thông tin của cái đó thì mình sẽ link tất cả dưới phần description, các bạn có thể lên và xem. Sắp tới thì mình sẽ tổ chức game show cho các bạn, có nghĩa là mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi. Thì mỗi người mình sẽ ra một cái chủ đề, mọi người đi chụp ảnh, và tới ngày đó các bạn sẽ post ảnh lên và mình sẽ livestream để mà nhận xét ảnh của các bạn.
Cùng với đó là những người khác có thể đưa ra ý kiến, nhận xét ảnh của các bạn và ai thắng thì sẽ có phần thưởng. Phần thưởng là gì các bạn? Mình nghĩ sẽ là tiền thôi. Nó thực tế nhất. Cho nên thông tin của những cái game sắp tới mình sẽ cập nhật các bạn liên tục ở trong Facebook của mình hoặc là trong group của Alpha Crew Community. Nếu các bạn cần cái group đó thì nó sẽ nằm ở dưới phần description luôn. Ok, có gì các bạn có thể lên đó và cập nhật. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.